Đó, bắt đầu anh lấy cái chổi nè, nó chổi lên ha, đơn giản cho cái nè. Cái bánh thùng trên bờ anh có sợ cái nha. Nó sợ cái rút ra là xong. Còn cái bánh sắt này á, thì chỉ đưa vô là lụm nè, chứ không cấy gì cho nè, để cho là chạy đó. Nó này tại nó ba cặm cho nên mắc lăng kiếm cặm cho nó đúng chiều nha. Ai xài lục giác thì anh cái nó vô liền à. Đó, thấy gì đơn giản ra cái nè. Vô vô nè. Đó. Rồi chào cả nhà nha, hôm nay mình chia sẻ công việc của anh em máy trang cho cả nhà xem tiếp nha. Hôm nay mà mình quay cho cả nhà xem anh tài xế gắp máy chỉ một mình luôn nha. Gắp một mình không cần ai phụ nữa nè. Đó này anh đang chạy tới bến là muốn gắp vô nha. Cái này là cái gì mọt kéo là chỉ di chuyển đi đồng nha. Mình chạy đi đi tới đồng cho mình gáp lại. Nó tới bến này nè, cái bến này gáp trên bờ không là đi xuống đồng chạy nha. Có cánh đồng đây, khúc này tao cũng lên giường cũng khá nhiều nha cả nhà. Đó xem bắt đầu ảnh gáp máy nha. Đó, cái dù nó để trên cái một anh chạy bây giờ tới chỗ rồi ginh xuống nha, ginh đồ hết xuống luôn. Đó, anh tài xế là anh Tông. Dạ. Nó con máy của ảnh là con máy GT140. Đó. Anh xài cái đuôi này là cái đuôi cũng Mitsubishi luôn. Và cái này là 170. Đó, dàn bài của anh đây. Bữa nay có cái chó nhậu rồi mấy anh em ơi. Không dán gà, không dán anh thối thần dán luôn. Nặng không Tông? 100 kg ạ. Qua tài qua đất. Dán này dày kìa nè. 5,5 phân nha cả nhà. Đây nè. Nấu thêm một khúc này là thấy không? Nè, khúc này mét gửi đó. Để quay gọn nấu cái nhà không tin. Nó là lên ba nè. Ghê em dán chưa? Đúng rồi. Nè, đây nè. 5,5 phân. Đó, cào đây. Cào ảnh cái dàn sườn ỉ nóc, ảnh ảnh lót tôn bằng sắt nha, anh còn hà tiện nha. Ngán tiền cả nhà ơi. Đó, cái bánh này, cái bánh mới của ảnh nè, 12 lá. Anh làm cái kiểu này là nó ngang tràn là không có nhô vô luôn. Nhô có cái mâm với chút xíu kìa. Đó, cái dè nè. Không có đồ nhô. Nó cái mục đích cũ anh xài mà anh chế thêm cái mục đích mới luôn rồi thấy không? Mục đích cũ nó rộng lỏ quá cả nhà. Chế vậy nè, thêm về cho mình xài. Nó làm ơn luôn thấy không cả nhà? Nó công dây đó là anh để thay vô cái dây máy chạy nhà anh lên bờ anh đánh chế cái ly mô anh chế cái mô thêm cái ly đạn trên bờ chạy trở lại nè. Còn xuống ruộng chạy hai cái gắm trong nha. Nó thấy không? Đi tốc độ luôn. Đó anh đặt cái cào ra đó. Quá đơn giản cả nhà. Thấy một bánh xuống nữa là xong, hai bánh đó thấy không? Còn cái gà mọt không cả nhà?
rồi một lá chế là mình đi chuyển đồng đó, nó chuyển đồng về là đường gần mình đi chạy bộ vậy đó. Nó bắt đầu anh lấy cái chổi nè, nó chổi lên ha, đơn giản cho cái nhà. Cái bánh thùng trên bờ anh có xài ốc cấy nha, nó xài ốc cấy rút ra là xong. Còn cái bánh sắt này á, thì chỉ đưa vô là lụm nè, chứ không cấy trong nhà, để vậy là chạy đó. Nó cái này tại nó ba cạnh cho nên mắc lăn kiếm cái cạnh cho nó đúng chiều nha. Ai xài lục giác á, thì anh cái nó vô liền à. Đó, thấy đơn giản chưa, cái nè. Coi vô nè. Đó. Quá đơn giản coi nha. Đó, tiếp bánh đây anh xô lên tiếp vậy đó. Xô anh chổi cái cây vậy là xong. Rút bánh ra. Đó, đưa bánh vô. Bây giờ lụm thấy không? Rất là dễ dàng cái nè. Không cần đội điếc gì chứ. Chế cái cây đâm chổi cái xong. Này là xây gì dùng thế nha. Đó. Phải anh Tùng? Khỏe, mặn mà khỏe không? Anh gác còn bánh mà hỏi anh khỏe, anh còn khỏe thấy chưa? Đó, đưa cái lết vô. Chế độc không? Chế mục đích mới to, mới chế luôn mà chưa xài đó, mới xài hôm nay luôn rồi. Sướng không? Sướng chưa? Lỗ bự chà bá vậy, lỗ 20 hả? 20. Chế lỗ 20 luôn. Nó cao quá trời rồi. Nó cao quá trời hả? Quá hẳn anh chưa thử đó, nó cao tay hàng ở nhà không có cái máy đó. Có máy đúng vô cạnh nó mới chuẩn nha, hôm nay anh hàng thí vậy đó, hơi cao một chút nhưng mà chạy vài bữa nó gục xuống giữa anh đây đó. Anh gìn kìa, thấy không, cái cào anh gìn nè, đơn giản phải không, nó móc vô. Đó, thế là xong. Nó bắt đầu giờ mới gắn dù đồ vô nè. Chặt cây vô dù đâu. Đó. Dù này chế với cạo nha. Chế cạo nó mát các bạn ơi. Đó, mang vô. Xong cái dù. Đó, rồi gắn hai cái dè cho nó là xong nha cả nhà, là bò xuống động chạy nha. Nó bữa nay cái video mình chia sẻ cả nhà tới đây tạm dừng video nha. Cả nhà xem nhớ ủng hộ đăng ký kênh mình nha. Nếu cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha cả nhà. Nhớ bấm chuông theo dõi clip mới nha. Rồi chào cả nhà. Tham cái bài cho thêm chục like luôn.